Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật trồng gừng trong bao xi măng nha các bạn. Thì ở đây mình đang đi quay cho các bạn xem về một cái mô hình trồng gừng trong bao xi măng của một hộ dân ở gần nhà mình ha. Thì trồng gừng trong bao xi măng thì nó có cái lợi thế các bạn là chúng ta là không cần đất nhiều á mà chúng ta vẫn trồng được nha các bạn ha. Thì ở đây mình quay cho các bạn xem nè. Thì gừng này thì cũng cực kỳ là dễ trồng các bạn. Thì nó vừa chịu được cái bóng râm cũng như là ánh sáng này nọ các bạn. Nói chung là điều kiện khí hậu là trồng dễ lắm. Bao xi măng, chúng ta chỉ cần bao xi măng với phân chuồng thôi các bạn. Với giống là mình có thể trồng được rồi. Đây mình quay sơ cho các bạn xem. Đây là những cái nhà của hộ dân các bạn. Người ta chỉ có một cái sân trước thôi nhưng mà người ta vẫn trồng gừng để kinh doanh nha các bạn. Và thường thường thì mình người ta trồng thì người ta sẽ trồng ở dưới ruộng các bạn, người ta trồng sẽ canh với cây ớt á. Còn ở đây là cái mô hình là trồng gừng trong bao xi măng á. Để mình dạy cho các bạn xem nè. Ở đây chỉ là rơm với phân bò thôi các bạn, phân chuồng mình đó các bạn. Đây là phân chuồng, phân cỡ này thì có thể mình sử dụng phân ure nữa các bạn, nhưng mà số lượng nó rất là ít. Đang quay cho các bạn xem là thì phút này là trời nắng các bạn, thì chỗ mình đứng là một cái bóng râm, thì các bạn cũng thấy rồi đó. Thì ở đây chưa trồng gần này thì nó vừa chịu được cái ánh sáng bóng râm mà cũng như là ánh sáng của trời nắng các bạn, là nó đều trồng được ha. Đó, mình thấy nó đều các bạn. Thì trước khi trồng cái này thì chúng ta cần mua ba cái bao xi măng nha các bạn, hoặc chúng ta có thể kiếm được từ những cái chỗ mà người ta làm hồ á. Chúng ta sẽ lấy về ha. Thì chuẩn bị bao xi măng nè, và các bạn có thể là chuẩn bị cho mình là cái phân chuồng, các bạn có thể là mua phân bò mà quay mục á, rồi chúng ta vô bao, rồi sau đó thì chúng ta là mua giống các bạn ha. Một ký giống như vậy là khoảng là vô được là khoảng là 20 bao nha các bạn, thường thường là vậy đó. Thì cũng là từ là tầm 17 đến 20 bao trên một ký giống là gừng, và các bạn nên chọn là gừng trâu già nha ha, thì nó sẽ là ít bệnh hơn. Đây mình đang quay cho các bạn xem nè. Thì cái này thì mình ấy rơm lên các bạn, để giữ được cái độ ẩm khi mà mình tưới nước thì nước nó sẽ không có đi và ít bệnh nữa. Có mấy cây sơn cây này thì nó bị trái lá các bạn, ta cần phải xịt thuốc ha. Thì trồng chủ yếu là canh những cái gì mà gần Tết các bạn, thì bạn trồng thì bạn xuất bán ra thì giá nó sẽ cao hơn. Còn bình thường thì nó sẽ không có cao, tại vì gần này ta chủ yếu người ta làm mứt các bạn, mứt gần á. Còn cũng như là làm các gia vị trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì chúng ta là chủ yếu chúng ta không có đất nhiều thì chúng ta có thể là mua bao xi măng về chúng ta trồng gần để tăng kinh tế nha các bạn. Cái việc này chỉ việc là tưới nước với bón phân sơ sơ thôi và xịt thuốc sâu thôi các bạn là nó được rồi, không có gì khó. Các bạn cứ quay cho bạn xem nha. Chỉ cần là phân chuồng thôi với bao xi măng thôi là chúng ta có thể là trồng được rồi. Đây mọi người, mình quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Các bạn sau này mà các bạn có trồng thì các bạn có thể làm được, và tốt nhất là các bạn nên chọn là bao xi măng nha, chứ đừng chọn những cái loại bao khác ha. Tại vì cái thời gian nó dài thì các bạn chọn bao khác thì nó sẽ bị mục các bạn, bao xi măng thì nó không có mục, nó chịu được cái nắng mưa các bạn ha. Quay cho các bạn xem. Này là rơm các bạn, rơm ủ trên cái cây gừng các bạn cho nó giữ cái độ ẩm. Còn cái này là mình chưa có ủ rơm nè, nó cũng nhả nhánh các bạn. Gừng này nó nhả nhánh ha, nó đâm con cho nó nhả nhánh. Gừng rồi tốt nhất là các bạn chọn cái rừng trâu già ha. Thì trên thị trường này nó rất là nhiều loại, mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trong những cái video lần trước là mình đi quay về cái đất gừng trong một cái mô hình là trồng gừng nha các bạn. Còn cái này là mô hình là trồng gừng trong bao xi măng á. Thì bạn nào mà dạng như thích trồng gừng để kinh doanh thì có thể là áp dụng với cái mô hình này là nó không có tốn nhiều chi phí các bạn, chỉ là bao xi măng thôi, chứ phân bò các bạn có thể liên hệ mấy người bao mua bán phân bò thì
thì các bạn mua về các bạn để lâu đâu khoảng lâu là 2 tháng hay gì đó cho nó quay một, xong đó rồi các bạn hãy vô ha, thì nó sẽ tốt hơn. Chứ mà các bạn lấy con bò đó mà các bạn vô liền thì nó sẽ bị nóng. Thường thường một bao con bò bây giờ trên thị trường là giá từ 15.000 đến 20.000 một bao nha các bạn. Đó, thì một bao như vậy là mình có thể là vô được từ 4 bọc xi măng nhỏ này ha, khoảng 4 bọc. Đây thì các bạn nhìn rất là tươi ha các bạn ha. Là do là thiếu nước điều các bạn. Còn cái này là mới vậy, chưa có những nhánh máy. Cái này chưa những nhánh máy mà trồng theo hàng các bạn. Chứ gần là chúng ta có thể là trồng được là 20 gốc rồi. Nói chung cũng tùy cho các bạn thôi. Còn bạn thấy bự quá thì nó khoảng là tầm 16-17 gốc. Thì bạn nào đang xem video của mình thì hãy like cho mình một like ha, để mình có động lực để mình ra những cái video khác ha các bạn ha. Thì kênh của mình hiện tại là đang đi quay về các mô hình đó, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về cây trồng á. Thì bạn nào quan tâm hãy bấm nút đăng ký ha. Đây các bạn, mình quay sơ cho các bạn xem cái mô hình này, được trồng gần này thì cũng rất là đã mọi người. Mình thấy nó hay quá nên mình quay lại mình chia sẻ cho các bạn. Ở đây là trồng là hàng khách hàng luôn các bạn. Quay rồi. Mình cố gắng mình quay chậm cho các bạn xem á. Đây các bạn, để mình đi tới mình quay ha. Thì các bạn giờ xem kỹ đi, thì chỉ có là bao xi măng với phân chuồng thôi, với rơm thôi. Còn những cái loại thuốc gì mà để xịt cho rừng nó tốt á thì mình sẽ dành một cái video sau á, thì mình tặng mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chứ mà mình tập trung á, mình chia sẻ thì nó cũng không có hay á. Lúc mà các bạn xem video các bạn tua thì cũng không có nắm được hết. Mình sẽ dành riêng một cái video chuyên về cách xịt gừng, ví dụ như cái gừng này nó bị trái lá này, xịt thuốc gì nè, rồi xịt thuốc gì cho phân gì, vô phân gì cho nó cây củ gừng nó bự các bạn. Thì có một cái bài riêng đó các bạn. Ở đây thì mình chỉ quay về cái mô hình đó, sẵn mình chia sẻ trước cho các bạn thôi. Cái lượng like trên kênh trên cái video này nhiều, mình sẽ tiếp tục mình ra video liên tục các bạn ha. Đấy, còn mấy cái trồng này là mới trồng lại các bạn. Các bạn xem ha. Những rất là ok mọi người ha. Cái này là không cần là đất nhiều các bạn, mình có tầng trước hay gì đó, hay chỗ mấy hè hay gì đó thì các bạn thử vô bọc như thế này rồi các bạn trồng á. Không có gì là khó khăn. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên để là ánh sáng là nó hơi là dạng như có bóng mát nhưng mà có ánh sáng nó vào á, như thế này nè, thì cây nó sẽ phát triển tốt các bạn. Chứ nắng quá nó cũng trái lá vàng da hết các bạn ha. Ở mình quay thì mình video này mình sẽ cố gắng mình quay khoảng chút xíu nữa thì mình sẽ dừng các bạn ha. Đó, chủ yếu là quay cho các bạn xem người ta là trồng là hàng khách hàng rồi các bạn, trồng đều ngay răng hết luôn. Với lại mình chữa cái đường đi á, mọi người có đi tưới nước nó cũng dễ các bạn. Đấy, cái gừng các bạn xanh lè luôn các bạn ha. Đây là nó nhảy con này các bạn. Đấy. Thì gừng con này các bạn có thể làm vô những cái chạy giống á, mà người ta hay thâu mua gừng á, là người ta có bán cái giống gừng con á để cho các bạn trồng đó. Thì bạn vào những cái điểm đó thì sau này bạn trồng rồi bạn bán lại cho người ta luôn à. Thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like ha. Rồi mình cũng xin được dừng video tại đây nha các bạn. Rồi mình xin mến chào.